Thưa quý vị, khoảng chiều và đêm 18 tháng 7, bão số 1 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và gió mạnh ở trên đất liền sẽ xảy ra từ rạng sáng ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Trọng tâm mưa là ngày và đêm 18 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 102 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 1 di chuyển Tây Tây Bắc tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến khoảng tối và đêm 17 tháng 7, đổ bộ vào khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi xuống Vịnh Bắc Bộ. Khoảng chiều và đêm 18 tháng 7 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Đây là kịch bản tương đối thống nhất của các trung tâm dự báo quốc tế và Việt Nam. Khả năng bão số 1 khi vượt qua khu vực đảo Lôi Châu, Trung Quốc có thể đổi hướng di chuyển lệch hơn về phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực các tỉnh phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa. Kịch bản này có xác suất thấp nhưng vẫn cần phải lưu ý đề phòng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, khu vực phía Bắc của vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có thể có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển từ 6 đến 8 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ chiều và tối ngày 17 tháng 7 có gió bão mạnh. Đề phòng nguy cơ sóng lớn ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đối với cơn bão số 1 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, nên trong ngày và đêm nay 16 tháng 7, ở vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm Phú Quốc, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Các tàu thuyền cần phải thường xuyên giữ liên lạc, cập nhật dự báo để chủ động tránh trú. Dân biển cần lưu ý các tàu du lịch, khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thủy sản. Ngay từ khi bão còn ở rất xa ngoài biển, trên đất liền có thể xuất hiện dông lốc, sét ở rìa xa bão. Đặc biệt lưu ý, mưa lớn và gió mạnh ở trên đất liền sẽ xảy ra từ rạng sáng ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Trọng tâm mưa là ngày và đêm 18 tháng 7. Trên đất liền, dự báo hiện tại cho thấy bão số 1 có khả năng gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven biển. Đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây.